Nếu bạn thấy cuộc sống này có quá nhiều mệt mỏi, quá nhiều áp lực, hãy theo mình sẽ giúp bạn nhìn thấy nó tích cực hơn nhé. Đang đặt xe. Người ta hay tập công viên. Quá trời bồ câu luôn. Khu này gọi là khu ngân hàng nhà nước. Bánh mì chảo gì nữ trứng ốp la chả mật tê, hay là thịt bò đúng không ạ?